Xin chào quý vị và các bạn. Khám phá lịch sử xin được chào đón quý vị đến với tập podcast hôm nay về chiến tranh tôn giáo ở châu Âu. Theo các tài liệu lịch sử, thế kỷ 16 và 17 là giai đoạn đầy biến động với những cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa những người theo công giáo và tin lành, nó còn là cuộc chiến giữa các triều đại, giữa các tầng lớp xã hội, giữa người với người. Từ góc nhìn của tôi, tôn giáo chỉ là cái cớ còn đằng sau nó là những mâu thuẫn chính trị kinh tế và xã hội sâu sắc ví dụ như ở đức nông dân nổi dậy chống lại lãnh chúa ở hà lan các thành phố chống lại lãnh chúa quý vị nghĩ sao về những mâu thuẫn này phải chăng tôn giáo chỉ là vỏ bọc cho những bất mãn sâu xa hơn bên cạnh đó tôi muốn giải thích thuật ngữ huguenots hãy tưởng tượng một nhóm bạn thân thiết lập một liên minh để bảo vệ lẫn nhau huguenots cũng tương tự đó là tên gọi của những người theo đạo tin lành ở Pháp. Họ liên kết với nhau để chống lại sự áp bức của Công giáo. Một sự kiện quan trọng trong giai đoạn này là vụ thảm sát đêm Thánh Bartholomew năm 1572. Hàng nghìn người tin lành đã bị giết hại ở Paris và các tỉnh. Điều này cho thấy mức độ tàn bạo của cuộc chiến tranh tôn giáo. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sắc lệnh Nantes. Đây là một hiệp ước hòa bình được ký kết năm 1598 nhằm chấm dứt nội chiến tại Pháp. Sắc lệnh này cho phép người Huguenots được tự do tín ngưỡng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hòa bình và khoan dung tôn giáo. Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi thấy rằng các cuộc chiến tranh tôn giáo dù mang danh nghĩa tôn giáo nhưng thực chất lại làm giảm tầm quan trọng của tôn giáo lợi ích quốc gia dần được đặt lên hàng đầu. Các bạn có đồng ý với tôi không? Một ví dụ điển hình là chiến tranh 30 năm diễn ra từ năm 1618 đến năm 16 1648. Cuộc chiến này ban đầu là giữa công giáo và tin lành, nhưng cuối cùng lại trở thành cuộc chiến giữa hai nước, Công giáo là Pháp và Tây Ban Nha. Điều này chứng tỏ lợi ích quốc gia đã vượt lên trên tôn giáo. Vậy sau những cuộc chiến tranh đẫm máu này, Điều gì đã thay đổi? Chính trị đã thay đổi, tôn giáo đã thay đổi và cả văn hóa cũng thay đổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những thay đổi này trong phần tiếp theo. Một thuật ngữ nữa mà tôi muốn giới thiệu với quý vị là politics. Hãy nghĩ đến những chính trị gia ngày nay, họ luôn phải cân nhắc lợi ích quốc gia khi đưa ra quyết định. Politics cũng vậy, họ là những người đặt lợi ích quốc gia lên trên tôn giáo. Cá nhân tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của politics là một bước ngoặt quan trọng. Nó đánh dấu sự chuyển dịch từ xã hội coi trọng tôn giáo sang xã hội coi trọng lợi ích quốc gia. Cuối cùng, chiến tranh tôn giáo đã dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa Cộng Hòa. Hà Lan là nước Cộng Hòa hiện đại đầu tiên được thành lập vào thế kỷ 16. Đây là một mô hình chính trị mới tập trung vào quyền tự do và thịnh vượng của công dân. Chiến tranh, chính trị và cả những yếu tố kinh tế đã góp phần hình thành nên châu âu hiện đại trong tập tiếp theo chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về những lực lượng kinh tế này đặc biệt là vai trò của các thành phố cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong tập podcast tiếp theo